Công an Hoài Đức tiếp nhận đơn trình báo của nhiều người bị tố lừa mua lan đột biến, có người nói bị lừa chục tỷ. Cảnh sát cho biết họ đã tiếp nhận nhiều đơn trình báo của nhiều công dân liên quan đến dấu hiệu bị lừa đảo trong giao dịch lan đột biến. Anh Nguyễn Văn Sự, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, từ cuối tháng 10 năm 2020, anh mua lan đột biến của các nhà vườn BN ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội, nhà vườn HC ở xã Ngọc Tảo, Hoài Đức, LBD ở xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, TVT và TVD ở huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, trước tình trạng hàng loạt các thương vụ mua bán lan đột biến với tổng giá trị lên tới cả 100 tỷ đồng vừa diễn ra, nhiều người mua lan bị lừa, nhà vườn thổi giá nên anh kiểm tra lại số lan vừa mua và phát hiện nhiều gốc lan sai nguồn gốc. Anh Sự liên hệ với các nhà vườn để kiểm tra thông tin, song bây giờ không thể liên lạc được. Số lan đột biến tôi mua từ các nhà vườn này lên tới hàng chục gốc, gốc rẻ cũng từ 70 triệu đến 200 triệu, gốc đẹp có giá từ 500 triệu đến cả tỷ đồng. Hiện tại tôi bị lừa gần 10 tỷ đồng để mua hoa, anh Sự nói. Anh cho hay, việc phát hiện ra hoa sai nguồn gốc là vì khi nở, hoa màu tím, không phải màu trắng ngọc như lan đột biến. Trong khi đó, số tiền anh mua hoa chủ yếu là vay ngân hàng và huy động nguồn vốn từ người dân. Sau khi biết có dấu hiệu bị lừa đảo, anh Sự đã viết đơn trình báo sự việc lên cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên hiện tại, các đơn khiếu nại vẫn chưa được giải quyết do không thể liên lạc được với các đối tượng trên, anh Sự thông tin. Theo anh Sự thì đối với những người đã mua lan đột biến từ anh, hãy giữ lại hoa đến khi nở hoa xem đúng hay sai. Nếu lan sai nguồn gốc, anh sẽ khắc phục dần dần cho những người mua hoa từ anh. Sáng ngày 13 tháng 4, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Mẽ, trưởng Công an huyện Hoài Đức cho biết, Công an huyện này đã tiếp nhận đơn trình báo của công dân. Hiện tại, không chỉ có đơn của anh Nguyễn Văn Sự mà còn có 6 đến 7 đơn trình báo của các công dân về vụ việc liên quan đến lan đột biến. Theo ông Mẽ, thời điểm hiện tại, giao dịch lan đột biến có dấu hiệu lừa đảo rất nhiều, giao dịch này đánh vào lòng tham của một số bộ phận. Đây là những giao dịch dân sự, thuận mua vừa bán, nên cơ quan chức năng rất khó phát hiện. Giao dịch lan đột biến không giống như giao dịch khác, lan không đánh số như giao dịch xe máy, ô tô có số khung, số máy để kiểm tra. Khi giao dịch xong thì nhiều người mang hoa về mới phát hiện ra là mình bị lừa. Những ngày qua, mạng xã hội cũng xôn xao trước thông tin một chủ vườn lan đột biến HT ở xóm chợ Định Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội ôm theo 200 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Thông tin cho anh em bạn bè chơi lan tin xấu về những ai đã đặt lúa non cây tại vườn lan HT là chủ vườn đã bỏ trốn. Trong đó có anh em đầu tư hàng chục tỷ vào vườn lan này. Thông tin trên mạng xã hội Facebook nêu. Chính quyền xã Hòa Nam cho biết đã cử lực lượng đi xác minh nhưng đến thời điểm này cũng chưa có thông tin báo cáo cụ thể. Thưa quý vị thì đây là gì ạ? A. Máy lọc không khí. B. Bộ phát Wi-Fi. Hay C. PlayStation 5. Vâng, với 3 phương án vừa rồi thì chắc hẳn quý vị đã có câu trả lời của riêng mình. Còn đối với những quý vị mà yêu thích chơi game thì chắc hẳn đã nhận ra đây là mẫu máy chơi game mới nhất PlayStation 5 vừa được Sony ra mắt tại Việt Nam vào giữa tháng 3 vừa qua. Và ngày hôm nay hãy cùng Sống Kết Nối khám phá chi tiết về mẫu máy này. Về thiết kế, PS5 sở hữu vẻ ngoài như một thiết bị của tương lai, với những đường cong thay vì khối hộp như phiên bản tiền nhiệm PS4. Phần cứng được đặt trong khối màu đen, với hai bên là mặt nhựa trắng vớt mềm. Không khó hiểu khi nhiều người so sánh PS5 với một máy lọc không khí mỏng manh. Tuy nhiên, với chất liệu nhựa bóng phần đen và vỏ trắng ở hai bên, thì thiết bị sẽ dễ bị bám bẩn trong quá trình sử dụng. Với thiết kế này thì PS5 phù hợp về mặt thẩm mỹ hơn khi đặt đứng thay vì đặt ngang bởi sự mất cân xứng. Song nếu nhà bạn có trẻ em thú cưng, việc đặt ngang nên được thực hiện nếu không muốn thiết bị chuột chuột này bị đổ. Bộ xử lý đồ họa AMD của PS5 có thể xử lý 50,28 teraflop. Con số này trên PS4 chỉ bằng 1/6, tức là 1,84 teraflop. Mỗi teraflop thì đại diện cho khoảng 1.000 tỷ phép tính hoạt động mỗi giây. Bên cạnh bộ xử lý đồ họa mới thì PS5 cũng được trang bị CPU 8 lõi 3,5 GHz dựa trên kiến trúc Gen 2 của AMD. Thông số khác rất đáng quan tâm đó chính là tốc độ của ổ cứng lưu trữ SSD. Nếu như mà PS4 với ổ HDD truyền thống chỉ đạt được tốc độ là 50-100 MB mỗi giây thì trên PS5 đã lên tới là 5,5 GB mỗi giây và đối với dữ liệu nén có thể đạt tới là 8-9 GB mỗi giây. Nhờ SSD, thời gian tải một tựa game như Spider-Man Miles Morales chỉ mất khoảng 15 giây để truyền từ màn hình chính vào trò chơi.
dư lượng SSD là 825GB và việc nâng cấp là hoàn toàn có thể nhờ khe SSD tiêu chuẩn, song sẽ yêu cầu tiêu chuẩn theo hãng. Đi kèm với PS5 không thể thiếu là tay cầm DualSense với tính năng haptic feedback cho phản hồi rung chân thực đa điểm, mô phỏng cảm giác của mọi thứ từ môi trường đến độ giật của các trang bị chiến đấu khác nhau. Tính năng adaptive trigger cho trải nghiệm lực và độ căng khác nhau ở nút cò tùy theo game hỗ trợ. PS5 được xác nhận có tính năng tương thích ngược với các tựa game cũ trên các đời PS4. Máy hỗ trợ hình ảnh đầu ra với độ phân giải lên tới 8K và hỗ trợ công nghệ dò tia, làm cho bóng và phản chiếu trở nên sống động và thực tế hơn. Thưa quý vị, và bây giờ tôi sẽ trải nghiệm một tựa game dành riêng cho PS5 là Người Nhện Miles Morales để cùng xem là cảm giác trên cỗ máy chơi game mới nhất này như thế nào. Đó chính là hệ thống rung của tay cầm điều khiển rất là rõ rệt. Khác với PS4 là rung cả tay cầm điều khiển thì ở đây PS5 phân ra rất nhiều điểm, tạo ra cảm giác chân thật hơn. TV tôi đang chơi là TV 4K và PS5 thậm chí còn có thể hỗ trợ cả định dạng phân giải là 8K nữa, tần số màn hình lên tới là 120Hz. Vâng, như quý vị thấy là tôi đang chơi ở định dạng là 60 khung hình trên giây của trò chơi Người Nhện này. Và ở đây thì 60 khung hình giây nó đi kèm với việc là màn hình sẽ mượt hơn nhưng mà sẽ không có được hỗ trợ đồ họa như là phản chiếu trong gương. Tuy nhiên thì đối với đồ họa trên trò chơi này thì đã cho người chơi cảm giác rất là chân thực, từ những khối khói hay là những dấu bước chân chẳng hạn rất là rõ. PS5 hỗ trợ giải màu là HDR cho những TV tương thích với chế độ này. Giao diện trên PS5 thì cũng giống như là thiết kế của PS5 vậy, rất hiện đại và tương lai, mang cảm hứng tối giản rất nhiều những cái tựa game đang ở trên cái thiết bị mà tôi đang chơi đây. Tuy nhiên thì phần nhiều vẫn là những cái tựa game trên máy PS4 và người dùng phải chờ đến cuối năm thì sẽ có thêm nhiều tựa game dành riêng cho PS5 mới được ra mắt và được hỗ trợ. Vừa rồi quý vị đã có những trải nghiệm thú vị với PlayStation 5. Nhưng nếu muốn mang trải nghiệm này về nhà mình, chắc hẳn quý vị sẽ phải cân nhắc về mức giá hiện tại của thiết bị chơi game này. Theo ghi nhận, hàng chính hãng với mức giá niêm yết hiện đang cháy hàng và phải chờ một khoảng thời gian nữa mới có. Để mua PS5, số tiền bỏ ra có thể nhiều hơn giá công bố vài triệu đồng. Phòng game này vừa mới được khai trương vào đầu tháng 4 với 5 bộ máy chơi game PS5. Theo ghi nhận và cũng như chia sẻ của chủ phòng game, phần lớn thời gian đều kín máy. Lý do là bởi sự tò mò của người chơi mong muốn trải nghiệm phiên bản máy chơi game PlayStation mới nhất. Bên cạnh đó, giá khuyến mãi khi khai trương cũng chỉ gần bằng một nửa mức giá niêm yết, càng hấp dẫn các game thủ. Tay cầm của nó là cầm to hơn và sướng hơn, cầm đầm tay hơn. Em muốn một trải nghiệm mới ạ. Thứ nhất là mình chơi tựa game bóng đá ở trên PS5, khi mà mình điều chỉnh cầu thủ ấy thì là điều thích cầu thủ sẽ chạy, mình cảm giác nó chân thật hơn, nó điều chỉnh khó hơn, cầu thủ khó hơn so với PS4. Và điều này sẽ phải đặt ra một cái vấn đề cho các game thủ là các bạn phải có kỹ năng tốt hơn. Tuy nhiên, để mua được lượng máy PS5 phục vụ cho việc kinh doanh loại hình dịch vụ trò chơi công cộng, anh Trung, chủ phòng game Seven Station, đã phải lên kế hoạch từ trước khi máy ra mắt tại Việt Nam một tuần và chấp nhận mức giá cao hơn giá niêm yết. Có một cái thực tế đó là giá máy PS5 cao hơn giá niêm yết tương đối nhiều. Mình đã chấp nhận phải mua với giá là 22,5 triệu đồng trên một máy, bao gồm cả hai tay cầm. Nếu như mình không chớp thời cơ ở thời điểm hiện tại thì rất khó để có thể thu hút được khách hàng, khi mà chỉ khoảng 2 đến 3 tháng nữa thôi thì cái cơn sốt này nó sẽ nguội đi. Ghi nhận tại nhiều hệ thống, PS5 đang nhận được nhiều sự quan tâm. Như tại Cellphone S, gần 1.700 người đã đăng ký nhận thông tin về máy. Chia sẻ với phóng viên, một đại diện của hệ thống này cho biết phải đến tháng 6 thì mới có thêm lượng máy về. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ không đủ cho nhu cầu đang rất lớn này. Theo giá công bố trên website của PlayStation, máy PS5 được bán tại Việt Nam từ ngày 19 tháng 3 với mức giá là 14,5 triệu đồng, cùng tay cầm là khoảng 2 triệu đồng. Như vậy, mức giá thực tế nếu mua một bộ PS5 cùng một tay cầm chỉ là 16,5 triệu, hai tay cầm là 18,5 triệu đồng. Để có được giá này, người mua chắc chắn sẽ phải chờ đợi một khoảng thời gian nữa khi lượng máy về Việt Nam nhiều hơn. Trong khi đó, nếu tìm mua bản sách tay, số tiền phải bỏ ra sẽ là từ 18 đến 19 triệu cho bản digital, bản cổ đĩa tiêu chuẩn kèm tay cầm là 21 triệu, song chỉ được bảo hành trong 3 ngày và phải bỏ thêm khoảng 1,5 triệu để bảo hành trong 12 tháng. Sức nóng của PS5 còn được một số chuyên gia cho biết là do giá các đồ họa của máy tính đang tăng cao do cơn sốt đào tiền ảo. Do vậy đã có sự chuyển đổi lựa chọn sang máy chơi game PS5.